Tôi đây, good morning. Ngày nắng dương dương từ lên sang mà lố ngày nắng cứ sớm một à là bên nắng sân đi na đi non dương phong tay tư rồi cho nọt lan đồng bay dương chi tư xa sông ghé đồng bay chi rực lớn tư xong mà lâu nâng dân một đôi gái nếu dân nè ở lọc dân buôn bàm nè dân một đôi là ta xong mà nếu dân thử tên nè tên ấy ấy cứ món năng từng ngọt ở miền bên là cái đông này vì rai kìa zarif kìa ừ ơi tên nhanh nhanh mà này kêu chia sập bột tê ở ẻ nó trang ong để giống để dân chi từ xong là lâu này dân từ rô bật tục tật bật tích một lần dân thơm nở dừng cho tôi rong chạm với hai chấm bỏ cái phát tia vậy mong vâng anh đang từng nào gọi đấy nhóm phải chia sẻ thang cho mình là nó về thấy riêng từng nào còn bậc ca năng này anh nắng được nguyên nào đấy ô miền dân dân đặt tóc cao hả? Ờ hôm qua ô được thì họ thu nhau miền rồi mới biết ở Etestation để lông dễ thì được ô họ dương chua còn ta miền cạn sao bạn ạ? Quán này miền thật ca tầng phi nữa hả? Ông xin nói đây ba lấy cho bàn tay em đang dạy ta thơ mấy anh sẽ đâm ra dân sạc lên hả? Ờ khi ta chưa nói nào thì ôn nào bên đấy chứ nghe vậy? Bởi vì sao ráng dương tư ráng cho ta hơi lúc ở đây thì không có cái lộn lộn đấy cái đó ấy dưới là sẵn thì một cái tàu lắm thì tôi vô lên tôi cho nó bị cái lại muối mà to ra nó ở trong luôn mà rồi cái lỗ ấy các gì ra nó cứ tăng bao lỗ thêm luôn này
đường. Nhưng mà tôi bổng chỉ lấy đập môi tại vì lâu ta môi pì chạy bao phải nó sai chứ để mà thôi. Là cái anh phải đi, tao được cho đi tập không ai. Là giờ cũng có phòng đặt đá trong phơi môi nước nông sông Malo. Bye.
Đi dân trên tàu vinh, mình trên tàu vinh nha, dân từ đi na đi nóng, là dân từ đâu có tận tận bạn. Oyster nè. Ô nhưng bây giờ. Oyster nó ngoài thằng vụ oyster. Vâng. Mời anh chính xin chào bình luận. Nè nhưng trong tới lại nè. Chắc nhưng chắc phải đi máu. Nè, lời nâng chỉ tục xlong từ Dina Dinong. Tí rồi chứ. T-E-R. T-E-R. Và
dương miên là thật đấy luôn đồng nai thì chỉ làm nên là không muốn bỏ đó đồng phi anh nói chuyện này chưa bỏ quả nó muối bao cả lâu rồi. Chưa tới đó kìa, nó mong một phát là dân thời kia làm cái đóng tới in xa mình hay ngày nắng cứ chọc tao nắng ai bye.